Các lệnh cơ bản trong Etabs 2018. File. Trong tab File chứa các lệnh New Model, tạo mô hình mới, Save, lưu mô hình với tên cũ, Save, lưu lại với tên mới. Edit. Trong Edit chứa các lệnh như là Edit Add, là Add List, là tạo lưới, và Edit List Option Block, là tắt mở lưới, là Edit Add List Line, là tạo cái lưới, lưới phụ. Trong lệnh view có set 3D view, là xem mô hình 3D, set blank view xem mặt bằng, set elevation view là xem mặt đứng. Đây là các lệnh phóng to thu nhỏ. Trong tab define thì define Mario Property là khai báo vật liệu. Define Session Property Ram Session là khai báo tiết diện dầm cổng. Define Session Property Strap là khai báo tiết diện sàn. Define Blockhead là khai báo tải, và define row completion đây là khai báo tổ hợp tải. Trong lệnh dollar có là dollar bin là dollar store option. Draw Store Option là vẽ điểm. Draw Bin là vẽ dầm cột, và Draw Floor là vẽ sàn. Trong lệnh Assign có là Assign Zone là gán tiết diện, gán cái liên kết. Assign Zone là gán liên kết. Assign Blame là gán tải cho dầm, và Assign Sell Block là gán tải cho sàn. Và trong lệnh alert là trong lệnh alert analyze này là có là check model, là kiểm tra mô hình. Lệnh analyze là chạy mô hình, và analyze unlock model là tắt mở các lệnh, tắt mở lệnh. Và đây là the law upset, đây là ta vẽ nút để tạo vẽ nút vẽ điểm để tạo lưới. Và the law bin column đây là vẽ dầm. The law width column đây là vẽ cột. The law floor đây là vẽ sàn.
như là assign join, break. Cái như là trên này là gán liên kết, assign frame block, district như là gán tải cho dầm, assign cell block uniform là gán tải cho sàn. Analyze check model là kiểm tra mô hình. Analyze run, analyze là chạy mô hình, và analyze lock model đây là tắt mở lệnh, đây là tắt mở khóa của các lệnh. Display đây là như đây thì ta có là đây là analyze, đây là mở, đây là display. Thì ở đây ta có là kiểm tra các cái tải trong dòng sàn, tải dòng sàn và hiển thị nội lực, đây là hiển thị nội lực inline fork, đây là line fork diagram, đây là hiển thị về nội lực, và relay show table là xuất nội lực ở dạng bảng sang Excel. Đây là display. Display là kiểm tra về nội lực. Đây là tải cho dạng, đây là tải về lên